Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm video thứ 13 giới thiệu về dãy số, các vấn đề bài toán cơ bản về dãy số. Vấn đề thứ nhất là nhập giá trị và in giá trị các phần tử mảng cho mảng A gồm có n phần tử. 1. Nhập giá trị cho phần tử ở vị trí thứ y trong mảng A, tức là phần tử AI. 2. Là in ra giá trị của phần tử ở vị trí y trong mảng A, tức là AI. Lưu ý rằng các vấn đề này đều không nói rõ là A đó là số thực hay là số nguyên. Vậy thì tùy theo đề bài dữ liệu mà chúng ta khai báo thì chúng ta cần phải viết các định dạng cho nó phù hợp. Chúng ta sẽ bắt đầu với mảng A được khai báo là kiểu số nguyên. Chúng ta sẽ sử dụng một biến y làm chỉ số. Giả sử chúng ta có đoạn chương trình này để làm câu thứ nhất là nhập phần tử thứ y AI bằng, chúng ta viết phần trăm D và AI. Sau đó làm câu thứ hai, giá trị AI bằng, tức là chúng ta in ra giá trị AI mà đã nhập vào. Như vậy chúng ta nhớ rằng dùng câu lệnh scanf chúng ta phải dùng dấu địa chỉ AI. Còn nếu in ra thì chúng ta viết là A mở ngoặc, Y đóng ngoặc. Sau này chúng ta sẽ vắn tắt là đọc là AI. Nào bây giờ chúng ta chạy chương trình. Cái này chúng ta đặt tên là vấn đề 1. Đây, chúng ta bắt đầu chạy chương trình. Mọi thứ có vẻ rất là ổn. Ok, 5. AI bằng 5. Như vậy chúng ta nhìn thấy có vẻ rất ổn đúng không ạ? Nào bây giờ, tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ chưa biết y bằng bao nhiêu. Bây giờ chúng ta sẽ in ra thêm giá trị y. Bây giờ chúng ta chạy lại chương trình. Mọi thứ rất ổn đúng không ạ? 5. Y bằng 0. Như vậy khi khai báo như thế này, y được gán giá trị ban đầu là 0. Bây giờ chúng ta thử với một biến khác. Như vậy chúng ta đã thay thế tất cả cái đoạn này. Bây giờ chúng ta sẽ là 1.1, 1.2. Mặc dù chúng ta không hề gán giá trị cho y và z, nhưng mà y thì lại được gán bằng 0 và z thì được gán bằng 1. Bây giờ chúng ta làm lại thêm một khai báo, thêm một biến nữa, biến k. Và chúng ta cũng sẽ lặp lại. Chúng ta thấy y được gán là 0. Lần nhập thứ hai chúng ta là z thì z được gán là 1. Lần nhập thứ ba chúng ta có ak, k bằng 0. Như vậy lần nhập này chúng ta thấy nó đã bị chèn vào giá trị cùng với lần nhập thứ nhất. Ở đây chúng ta sẽ thấy được một cái điều như sau: tất cả các biến iz k này được khai báo ở dòng số 5, và chúng ta thấy tất cả các giá trị iz k chúng ta đều không biết nó bằng bao nhiêu. Như vậy khi lập trình thì việc này cực kỳ nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm khi chúng ta lập trình theo kiểu như này. Vậy thì các em nhớ rằng chúng ta luôn luôn phải xác định được y bằng bao nhiêu trước khi chúng ta thực hiện việc nhập và in. Vậy các em lưu ý rằng trước khi nhập giá trị cho biến AI thì chúng ta phải xác định được y là bao nhiêu. Nếu không chúng ta sẽ không thể biết được y là giá trị bao nhiêu. Cũng như tương tự như vậy, trước khi chúng ta in ra giá trị AI thì chúng ta cũng phải biết chính xác AI là bao nhiêu. Do đó, trước các câu lệnh nhập và in, chúng ta thường phải có một câu lệnh gán. Chúng ta nhớ là cứ câu lệnh gán trước là được. Y bằng 5 chẳng hạn, Z K bằng 7. Đấy. Bây giờ chúng ta chạy lại chương trình để xem. A0 là 9 bởi vì y bằng 0. AZ ở đây chính là A5, 8. Đấy, Z bằng 5. Hoàn toàn chính xác, chúng ta hoàn toàn kiểm soát được. K, AK đặt đó là 7. Thì ở đây K bằng 7. Đấy. Chúng ta luôn luôn xác định được. Như vậy chạy dù lần nào nó cũng ra kết quả y 0, z bằng 5 và k bằng 7. Như vậy cái này được gọi là xác định các phần tử AI, AZ, AK đã xác định. Vậy thì các em nhớ, trước khi nhập và in ra giá trị của các phần tử trong mạng, chẳng hạn phần tử đó là AI hay AZ hay AK, thì các phần tử này phải được xác định rồi. Trong vấn đề 1, chúng ta tiếp tục đến ý thứ hai, đó là tức là ý thứ ba, thứ bốn trong trên slide, đó là chúng ta cần nhập giá trị cho tất cả các phần tử mảng A. Bởi lẽ chúng ta nhớ rằng
Chúng ta phải có giá trị xác định cho tất cả các phần tử trong mạng A thì cái phần tử đó nó mới có ý nghĩa. Và chúng ta in ra giá trị tất cả các phần tử trong mạng A. Bây giờ chúng ta sẽ viết như này. Nếu chúng ta nhập, chúng ta có thể copy cái đoạn này lại xuống. Nhập phần tử AI. Đây, câu lệnh in ra chúng ta có thể copy ở cái dòng số 2. Giá trị in ra. Tại dòng số 15, Y cũng xác định bởi vì Y được kiểm soát trong vòng for. Bây giờ chúng ta sẽ chạy chương trình lại. Cái dòng số 1 này nó chính là kết quả của dòng số 7. 2 chấm đây, A y bằng 1, nó chính là kết quả dòng số 8. Và y bằng 0 chính là kết quả dòng số 9. Bây giờ bắt đầu sang đến vòng for. Nhập phần tử thứ y, đây là dòng số 12, ứng với y bằng 0. Đấy. Tiếp theo dòng số 12 ứng với y bằng 1. Mình sẽ ghi là 1. Đây là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy là hết, bởi vì có chỉ số y bắt đầu từ 0 cho đến 9. Mảng A có 10 phần tử, do vậy chỉ số bắt đầu từ 0 cho đến 9. Vậy hết rồi. Đấy, chúng ta bắt đầu đến tác dụng của câu tại dòng số 15. Chúng ta nhận thấy như này. Chúng ta nhận thấy kết quả của nó như sau. Cái dòng này nếu mà chúng ta copy từ dòng số 7 xuống thì nó lại lặp lại, chúng ta sẽ nhận thấy chúng ta không biết y này là bao nhiêu. Như vậy đây là một cái chúng ta cần phải sửa. Đấy. Và thứ hai, cái giá trị y ở đây cũng vậy, chúng ta nhìn như này rất khó hình dung. Đấy. Mặc dù dòng số 7 chính là tác dụng của nhập AI, nhưng khi viết trong vòng for thì đây là một cái điều bất tiện. Tương tự như thế, khi in ra tại dòng số 15 thì các giá trị này AI bằng bao nhiêu chúng ta cũng không biết. Như vậy đây là cũng là điều bất tiện thứ hai. Như vậy chúng ta cần phải sửa hai vị trí, dòng số 12 và dòng số 15, sao cho cái việc nhìn kết quả nó thuận lợi. Chúng ta sẽ sửa như sau. Do vậy chúng ta viết là y. Phần trăm d thứ hai là AI. Và chúng ta lên bổ sung thêm một cái dòng, đó là giá trị các phần tử trong mảng A. Bây giờ chúng ta sẽ chạy chương trình. Ví dụ 8. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi cái giá trị, bởi vì lần trước A y tức là A0 bằng 8, bây giờ chúng ta sẽ thay nó bằng số 4. Chúng ta sẽ nhập các giá trị khác nhau. Bây giờ chúng ta nhận xét như sau. Giá trị A0 được nhập 2 lần. Lần thứ nhất là 6, tại dòng số 6 y được gán bằng 0. Như vậy chúng ta đã nhập A0 bằng dòng số 7. Và lần thứ hai là tại dòng số 12 ứng với y bằng 0. Lần thứ hai đó là tại dòng số 12 chúng ta cũng có câu lệnh scanf. Khi y được gán bằng 0 thì chúng ta nhập A0. Như vậy khi in ra kết quả, nó sẽ lưu giá trị lần nhập cuối cùng. Như vậy A0 lần nhập cuối cùng là 4. Còn cái lần nhập đầu tiên bằng 8 sẽ bị bỏ đi. Bây giờ vấn đề tiếp theo, chúng ta muốn in tất cả các dãy, các giá trị của AI trên một dòng thì chúng ta sẽ bỏ cách viết này đi và chúng ta thay thế nó bằng thay thế dòng số 16 như sau. Chúng ta chỉ giữ 1% d và nhớ là có dấu cách, nếu không có dấu cách thì sẽ không nhìn được kết quả. Đấy, chúng ta sẽ in ra kết quả đây. Như vậy là đã kết thúc vấn đề thứ nhất. Giả sử chúng ta khai báo A là mảng số thực thì tất cả những cái có liên quan đến A sẽ phải được thay đổi định dạng tương ứng. Thứ nhất, chúng ta có phần trăm nhập AI. AI là số thực, do vậy phải phần trăm D thành phần trăm F. Chúng ta đổi lại. Thứ hai, dòng số 8, chúng ta có in ra giá trị AI. Chúng ta cũng phải sử dụng phần trăm F. Thế còn tại dòng số 9, in ra giá trị Y, chúng ta không phải thay đổi. Lý do, Y là số nguyên, do vậy chúng ta vẫn giữ nguyên phần trăm D. Tại dòng số 12, trong
Câu lệnh prenap phần trăm D này là phần trăm của Y biến Y, do vậy cũng vẫn là phần trăm D, không cần thay đổi. Tuy nhiên câu lệnh nhập giá trị cho AI, AI đã được khai báo là số thực float, do vậy chúng ta phải đổi nó thành định dạng số thực. Tương tự như thế, chúng ta sẽ in ra kết quả này, chúng ta sẽ đổi thành phần trăm F. Tuy nhiên để nhìn nó ngắn gọn hơn, chúng ta sẽ cho thêm định dạng vào đây. Nào, bây giờ chúng ta chạy chương trình. Đó, như vậy chúng ta thấy có những hoàn toàn chính xác đúng không ạ? Ý tiếp theo của vấn đề 1 đó là trong trường hợp là trong bài toán này ta khai báo A là mạng có 10 phần tử. Vậy thì nếu chúng ta nhập N, cái việc gán này bằng một cái câu lệnh nhập. Thế thì việc nhập N này có một cái thuận lợi, đó là chúng ta nhập đúng số lượng. Ví dụ như là N bằng 5 thôi, chúng ta chỉ nhập muốn 5 phần tử thôi. Đấy, thì sẽ in ra 1, 2, 3, 4, 8, 8 là phần tử cuối cùng nhập đây. Tuy nhiên, nó lại nảy sinh ra một vấn đề khác. Đó là chúng ta khai báo A có 10 phần tử, nhưng cái giá trị N chúng ta nhập vào lại lớn hơn. Giả sử N bằng 15. Chúng ta thấy cái giá trị nó rất là lộn xộn ở đây. Lý do tại sao khi chúng ta nhập đến phần tử A 9 là hết, mà trong khi đó N chúng ta nhập 15, như vậy là A10, A11, cái A này là không đúng. Như vậy chúng ta vẫn không thể nhập đến A14 được. Lý do tại sao? Bởi vì khi chúng ta khai báo A là 10 thì nó chỉ có 10 phần tử thôi, chúng ta nhập đến A9 là đúng. Nhưng A10, A11, A12, A13, A14 nó nằm ngoài cái phạm vi quản lý của mạng A. Do vậy nó có thể dẫn đến những kết quả không mong muốn như thế này. Vậy thì để khắc phục trường hợp này, chúng ta sẽ có thể thay thế cách khai báo như sau. Đấy. Như vậy giả sử là bây giờ chúng ta nhập là 8, 1, 2, 3, 4. Đấy, hoàn toàn chính xác. Bây giờ giả sử chúng ta nhập N bằng 20. 19, 20, đấy, 19 là kết thúc rồi. Như vậy, với cách sử dụng con trỏ như thế này thì bộ nhớ được cung cấp cho mảng A luôn luôn là chính xác. Chúng ta nhớ rằng đây là cách câu lệnh cấp phát bộ nhớ cho được sử dụng trong C bằng ngôn ngữ lập trình C. Tức là chúng ta khai báo một con trỏ A kiểu số thực. Tất nhiên cái chỗ này là ép kiểu, ép cái bộ nhớ này sẽ chuyển thành kiểu con trỏ. Malloc là cái câu lệnh cấp phát bộ nhớ, cấp phát bao nhiêu là có cấp phát N, N bộ nhớ. N bộ nhớ dành cho kiểu số thực. Đấy, size up là một kích thước. Ví dụ kích thước của kiểu số thực nên là nhân với N nữa, có nghĩa là N lần kích thước của kiểu số thực. Thế còn nếu là đây là số nguyên thì chúng ta thay cái float này bằng in thôi. Nếu là in thì chúng ta thay cái float này tương ứng bằng in là đúng. Đây là câu lệnh được dùng trong C. Thế còn câu lệnh này thì được dùng trong C cộng. Tuy nhiên chúng ta vẫn hoàn toàn chạy được trên DevC hoàn toàn. Ở đây là in, in là do sai, chúng ta phải đổi nó thành float. 13 thì chỉ số đến 12 là dừng. Như vậy chúng ta kết thúc cái vấn đề số 1 với một lưu ý rằng khi khai báo sử dụng mảng, chúng ta có thể sử dụng con trỏ hoặc cách khai báo mảng. Tuy nhiên cách khai báo mảng sẽ có một nhược điểm, đó là có thể thừa hoặc thiếu. Thế còn sử dụng con trỏ như thế này thì chúng ta luôn luôn sử dụng đủ, cần dùng bao nhiêu thì sẽ bổ sung bấy nhiêu. Với cách sử dụng con trỏ thì chúng ta luôn luôn sử dụng được đủ bộ nhớ cần sử dụng. Và có hai cách cấp phát bộ nhớ, đó là sử dụng new trong ngôn ngữ lập trình C công cộng. Còn cách thứ hai đó là sử dụng ngôn ngữ C. Tuy nhiên khi lập trình DevC chúng ta có thể chọn một trong hai cách này. Xin chào tất cả các anh.